Ăn cái việc gì cơ mà. Cho nó ra làm kia. Không việc gì mà bác lại nhảy tưng tưng lên. Đừng cầm đấy. Bỏ cái đó ra. Đấy. Ờ, nó đập. Ngao chơi. Đấy. Cho gần vào nhau đi. Ngồi xuống chứ. Kìa, ông cũng bắt chúng mày à. Đấy, đấy. Đây, quả này ghét này. Nó to thật, nếu nó rắn gì. Con này rắn gì hả bác? Đây tôi cũng phải khiêng nhá. Chí bạn. Chí bạn. Đây. Đây. Con rắn, sáng nay con rắn rẽ này. Bò đây. Bò đấy. Thề luôn bò quanh ra đây nhìn thấy chết. Chết. Té cứ sức quẩm. Cầm tay đi con bò. Rắn à? Ừ. Thật mà, sáng nay nó ở đây mà. Đó. Nó con bành cổ lên rồi mổ em ấy. Đang nhìn gọi về, đang đi cho cái ăn. Nhưng mà nó gọi cắn em. Đây sáng nó có bỏ. Không sợ rắn à bác? Cho rắn, cho rắn. Ôi, rẻ nhỉ.
cắn cái việc gì cơ mà. Cho nó ra làm kia. Không việc gì mà bác lại nhảy tưng tưng lên. Đừng cầm đấy. Bỏ cái đấy ra đấy. Ờ được được. Cháu trời. Cho gần vào nhau đi. Ngồi xuống trên. Sáng em ra đây nó cứ như này, nó đuổi theo em phải chạy cong đi luôn. Cho nó giữ lên đi kìa. Đấy, vừa bắt được một đôi rắn trong vườn này chú ạ. Chết rồi. Con vứt xe mà sống lại mà. Tự nhiên lăn chết, anh vừa đập nó à? Lăn cho chết cả hai con này. Con này chết à? Ừ. Chết à? Rồi. Kẻ nó đừng động vào nó nữa. Rồi. Đợi dây tao bảo. Quấy ra. Kẹt quá. Úi, xe ra vào, ra vào, ra vào, ra vào, ra vào, ra vào. Ra vào, vào con ạ. À. Đang kia kìa, ra tao. Chết, còn chết, chết. Đừng động nó chung, để cho tỉnh. Đừng động vào nó nha, để cho nó tỉnh nha. Và đừng động vào đầu nó. Thế rồi. Đáng định bảo mua. Nhớ giả vờ chết giỏi nhỉ. Uầy, nó chạy bên kia, nó chạy bên kia, nó chạy bên kia. Uầy, thấy chưa? Đừng vả vào đâu nó. Cho om dưa. Cái này liệu thịt ăn không? Nấu như dưa ngon. Nó chết thật rồi, lần này chết thật rồi. Tắt thở rồi. Chết thật rồi. Ông Linh đó. Ông đâu về đây? Trưng bày à? Chết rồi. Em đi trưng bày à? Đâu, vừa bắt được đôi ở trong nhà ông Lượng này. Con này con săn chuột, nọc dư. Nọc dư rồi. Chết rồi. Nặng nhỉ. Xem nó giả vào đến bao giờ. Chỉ có cho vào nồi quả dừa một ninh. Cho vào đánh quả dừa à? Đây có dừa đây. Đấy. Thế đây, treo lên vứt dừa về ninh này. Hớt kinh nghiệm đi xem đại vào ninh. Chúng biết ăn gớm nhỉ? Ăn cái gì? Đừng chung, đừng động. Đừng động vào nó để xem nó giả vờ đến mức độ này. Mày lì hay tao lì?
Tao xem mày lì hay con, tao con lì. Kia tỉnh, con kia tỉnh. Con to bỏ đấy mình. Đấy, kệ sao chạy cho nó cái lôi được con kia đi. Lại làm để xem nó có lôi được cái con chết kia đi không. Đây này, con này đang tỉnh này. Sụp giữa khỏe nhỉ. Chục này chính tỏ khỏe nhỉ. Được ra pha đấy ông à. 2 ký 2 mới ký rưỡi đấy. Ai uống điện là ngáp hết đấy. Ba con này mà chạy xỉ nhau chạy nó hơn 2 triệu. Cá lãi nó chịu hết mà. Kéo ấy nhỉ. Kệ nó đi rồi này. Tí nữa thôi đi về. Chiều thanh toán luôn nha. Nó tỏ đầu nó nghĩ hơn mình để nhìn thấy căn lúc nào mà cảm thấy an toàn là nó mới nhổ dậy. Chú lượng chú đừng ngồi đằng đầu nó chung ra này đi chung này. Không nhìn thấy mình là đã là anh kêu mà sang phi xe ở đây đi. Mọi người đi hết rồi để cho xem bao giờ nó tỉnh. Xem nó lì đến mức độ nào. Xem nó lì hay mình lì. Đấy, con kia nó tỉnh rồi đấy. Con bên trái tỉnh rồi nha. Đấy, nó chuẩn bị phi đấy. Còn con nữa, còn con nữa. Giờ bao giờ cho nó tỉnh. Nó là cái dạng giả vờ rất chi là siêu. Đỉnh của đỉnh luôn. Em đã buộc đuôi 2 con vào với nhau rồi. Giờ chỉ chờ nó chạy thôi. Đang bò từ từ nha. Chờ nó lúc mình không để ý là nó vụt một phát là mình không bắt được luôn. Con này nó yêu tinh lắm. Chuẩn bị đi rồi đấy. Ai con đều tỉnh rồi nha. Chuẩn bị đi hết rồi đấy. Đang đi rồi. Thấy không? Mas sim, ó.